Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Đầu video mình chúc tất cả mọi người có một năm mới thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha mọi người. Bữa nay mùng 1 năm mới rồi mà mình vẫn vô rừng làm mấy công việc này mọi người thấy không? Người ta thì đi chơi ào ào, còn mình thì vẫn vác mấy cái này vô rừng để đặt bẫy nè mọi người. Không biết cái đam mê giống mình không? Bây giờ hiện tại mình đang đào lỗ để đặt bẫy nha mọi người. Các ông anh mình thì đang đặt ở trên kia, đang đặt bẫy trên kia. Còn mình thì đào mấy cái lỗ, làm mỗi người mỗi việc nha mọi người. Hôm nay là ngày thứ ba đó, bọn mình làm ngày thứ ba, chỉ được có 10 mét, thì 10 mét là mình đào một 10 mét là mình đặt một cái bẫy nha mọi người. Nên mình bọn mình chỉ đào được làm được có 60 cửa thôi. Xa lắm. Mọi người tiến thử 10 mét một cửa thì chỉ được 60 cửa, thì nhân lên nó không biết đường nó dài bao nhiêu. Đây giờ mình đang đào lỗ nha mọi người. Khu này nhiều mùa mưa, khu này nhiều chuồn mốc lắm, nó ăn quả sứa, trên mình gọi là quả sứa. Giờ cũng phải mất 3-4 tháng nữa mới tới mùa mưa nha mọi người. Rồi ok, anh em nào mà yêu thích kênh của mình thì cho mình một cái like, một cái subscribe và một cái đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Rồi giờ mình làm chỗ này tí đã, mình đào xong rồi mình lại tiếp tục mình đi phát, mình tấp lại cho nó kỹ tí nha mọi người. Ok. Mọi người đào vuông vắn như thế này cho nó nhìn cho có thẩm mỹ tí nha mọi người. Mình thì mình thích thẩm mỹ với lại đẹp, còn dí này không á thì hên xui nha mọi người. Còn mình làm như thế này thì cũng chủ yếu là kiếm tiền ngày Tết với lại là kiếm thêm đồ ăn mồi Tết thôi mọi người. Chứ thực sự là đi nghề rừng đây cũng vất vả lắm. Nó đâu có sung sướng giống như mấy người hay đi gọi là đi trải nghiệm rừng núi đâu. Trải nghiệm rừng núi thì không có vất vả, chỉ có đặt bẫy chuột rồi kiếm ít mấy cái đồ ăn rừng để quay video cho mọi người coi. Còn bọn mình dân nghèo khổ nên chủ yếu là kiếm tiền về nghề rừng với lại đi làm thuê thôi mọi người. Đây, dưới kia là nước rồi nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Để mình dăm tí xem biết thấy nước không. Đó, chỗ thoáng thoáng đó là nước nha mọi người. Rồi ok, giờ mình xuống đó mình đào tiếp nha. Đây mọi người thấy không, nước này. Giờ cái cuối cùng cũng xong rồi nha. Giờ chỉ có đặt thôi. Giờ mình đi xuống đây rửa mặt tí đã, rồi mình lên mình phát tấp lại cho nó kỹ cái luồng nha mọi người. Mình quay một xíu nước đây cho mọi người coi. Đấy, đây là nước sông trên mình nha mọi người. Ngày xưa to lắm, người ta làm thủy điện nó chặn hết rồi. Đó. Bên đây, ngày xưa cá đây cũng nhiều lắm nha mọi người. Giờ không biết còn cá không. Bây giờ mình rửa mặt tí đã nha. Giờ 12 giờ rồi nha mọi người. Chắc mình lên trên đây mình nhóm lửa xong rồi mình nướng lại ít thịt nha.
Nó do cái thịt của mình ăn ngày hôm qua giờ nó bị đông hết rồi. Ở trên này lạnh quá nên nó đông hết. Giờ mình nâng lại để cho nó hết đông rồi mình ăn trưa nha. Chắc giờ mình làm nhóm lửa thì đã. Giờ cũng 12 giờ rồi nha mọi người. Giờ mình bắt đầu nướng lại thịt này nấu ăn nha. Nướng ăn giờ nó đông hết rồi nè. Ở trên này nó lạnh nó đông hết rồi. Giờ mình đi kiếm cây mình mới là nhóm lửa xong. Giờ bắt đầu đi kiếm ít mấy cây trong này để mình sau thịt mình nướng lại nha. Cái này để có mấy miếng thịt này mọi người, nhưng mà nó đông lại hết rồi. Giờ mình sau là mình nướng nha mọi người. Nướng để ăn trưa. Giờ cũng 12 giờ rồi. Mình làm tới 12 giờ mà quên mất. Mình là thịt của ngày hôm qua nha mọi người. Nếu là ăn tối còn dư á thì mình mang cho mình. Cắt được một sâu, cái này được một sâu nha mọi người. Ở trong rừng thì sạch bẩn quan trọng nha mọi người. Nhưng mình do là trên này không có gần nước. Chết được một sâu nha mọi người. Sau này giờ mình sẽ nướng lên luôn cho nó đỡ phải đông. Đây nha mọi người, ở trong rừng ăn đạm bạc như thế này thôi, không cần phải ngon lắm đâu. Có miếng thịt rồi làm đống lửa mình nướng lên rồi mình ăn cơm thôi. Hôm nay mình cũng có ít đồ ăn ở nhà này mọi người. Ở dưới này thì có một thẻo cơm. À, hai anh em ăn tới nữa hai anh em ăn chừng này là đủ nha mọi người. Đây nha mọi người. Hồi nãy mình có một ít muối ớt nè. Giờ mình mới bỏ vô đây xong mình vắt chanh vô một tí. Còn đây là món ở trên nhà hàng nha mọi người. Vợ mình làm ở trên nhà hàng á. Có lấy về được một xíu nên mình mang đi rừng luôn. Chủ yếu ngon nhất cũng chủ yếu là cái món này này. Ở trong rừng phải có muối ớt nha mọi người. Muối ớt chanh á. Mình mới bóp vắt chanh vô đó đó. Mời mọi người ăn cơm trưa cùng với hai anh em mình nha. Đây có thịt nướng với lại mấy món đồ rừng. Nói chung bữa nay thế này thôi. Lâu lâu ăn bữa. Em mời mọi người ăn cùng mình nha. Mời mọi người làm miếng thịt nha. Nó có lồng này nướng luôn. Cứng quá. Dạ. Này cái của một cây đục quyến đào hoa đẹp thật mà con nhỏ. Hoa mười gì? Rõ lắm, đục quyến không? Cái gì hả? Trắng hả? Đục quyến nó khác chứ. Thank you.
Thôi giờ anh em mình cũng ăn xong nha mọi người, giờ chuẩn bị về rồi đặt ít mấy cái bẫy chuột ở trên này kiếm thêm mùi tết. Thôi nha, bye bye mọi người nha. Mọi người thứ hai nhớ cho mình một cái đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha.